một ngày đẹp trời thần công đi thăm thú thế giới độc ác, ông đứng trên mỏm đá bỗng phát hiện một thi thể kỳ lạ. Vừa chạm tay vào cơ thể liền phát hiện anh chàng này không có cả hai quả thận lại còn bị đầy ra hoang đảo, đúng là một cuộc sống quá khó khăn. Ông ta quyết định tìm hiểu quá khứ của thi thể. Anh chàng này là Diệp Thần, con rể nhà họ thẩm số phận phải gọi là bố của đau khổ. Vợ anh ta đi đến với một tên tình nhân trách anh quá vô dụng. Hóa ra ba năm trước Diệp Thần hiến cho Thẩm Ánh một quả thận vì thế mới được nhận làm con rể nhà họ Thẩm, không ngờ cho thận xong anh bị yếu sinh lý không thỏa mãn được cô ta. Hôm nay cô ta đem theo tình nhân tới là muốn xin nốt quả thận còn lại của anh. Làm người tốt thì phải làm cho chót, những bộ phận khác ta sẽ đổi chủ nhân giúp ngươi ha ha. Các người thật bỉ ổi đúng là một đôi cầu nam nữ. Lúc này chị họ ninh tâm, em gái mưa của nam chính đến ngăn cản, ai ngờ lại bị cô ta vạch trần cô gái có tình ý với chồng của à. Diệp Thần chỉ là một tên phế vật, không thể cho cô khoái lạc của người phụ nữ cô còn thèm sao, không như thiên thành của tôi, hùng mạnh, dài lâu. Nói rồi vợ cũ độc ác cho người bắt lấy ninh tâm, cứ thế trước mặt bàn dân thiên hạ làm nhục cô, hai tên biến thái vén váy cô gái sau đó lột quần áo làm nhục cô trong sự gào thét của nam chính và điệu cười mãn nguyện của đôi cầu nam nữ. Diệp Thần nhìn không nổi đành chấp nhận cho thận như yêu cầu của bọn chúng. Từ thiếu mãn nguyện tiêm thuốc tê vào người nam chính, sau đó dùng con dao phẫu thuật lấy đi của thận duy nhất xong việc tư thiếu vui vẻ nói với vợ cũ với quả thận của nam chính chắc chắn họ sẽ giàu to cô à còn độc ác hơn muốn làm mù mắt ninh tâm sau đó đem về giang thành gia uy với tất cả mọi người thần lão biết rõ sự tình tức giận đến mức trời đất phải sấm chớp theo không thể tin được thế giới lại có loại người độc ác như vậy có vẻ đây chính là cuộc gặp mặt định mệnh ông nhất định không để diệp thần chết oan uổng như vậy tiểu tử cậu gặp tôi chính là may mắn lão phu có quả thận kỳ lân này cậu sẽ cùng ta gánh vác nhiệm vụ của thánh chủ giết hết lũ độc ác, đòi lại công lý cho cuộc sống này. Cứ thế nam chính ở trên núi tu luyện đằng đẵng ba năm. Sức mạnh đột phá của rồng đã lấn chiếm trong người, ánh mắt diệp thần còn lóe lên sức mạnh thiên giới. Tốt lắm có vẻ như thận kỳ lân đã thực sự hòa quyện với ngươi. Đến lúc xuống núi và tìm lại công lý cho mình. Trước khi đi, sư phụ của cho nam chính một thẻ bài miễn lạnh có thể triệu tập mọi năng lực trên thế giới tiêu diệt cái ác lần này xuống núi không phải chỉ mang sứ mệnh cá nhân mà còn là hậu duệ của sư phụ thay trời hành đạo diệt trừ tội ác thẳng tay giết tất cả những người xấu xa diệp thần quỳ xuống đa tạ ơn hồi sinh của sư phụ hứa quyết hoàn thành sứ mệnh ở giang thành vợ cũ và tình nhân mặt dày mở họp báo trước tiên đau buồn vì cái chết của nam chính thứ hai là tuyên bố mở công ty y tế mới giúp dân giúp người bất ngờ ninh tâm đem theo cặp mắt mù lòa đến vạch trần bọn họ rõ ràng là các người đã giết diệp thần ninh tâm nếu ngươi còn nói nhảm nữa ta sẽ cho người rút lưỡi ngươi. Cô đem theo sự hận thù đến trả lại nhưng rõ ràng với thế lực nhà họ Ninh không thể nào đấu lại họ thẩm được. Đám vệ sĩ vừa định lao tới đã bị sức mạnh của Diệp Thần ngăn lại. Nam chính đội mồ sống dậy trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lần này anh sẽ không để ai bắt nạt Ninh Tâm nữa. Thấy Diệp Thần vẫn bình an bất ngờ Ninh Tâm lại không muốn trả thù nữa. Chỉ cần sống là được rồi nhưng Nam chính nào có chịu bỏ qua. Cô thẩm, mối nhân duyên 3 năm trước đây, đến lúc phải trả rồi. Ta nói cho ngươi biết hôm nay là ngày trọng đại của tê. Mau đem thứ mù loà này cút khỏi đây nếu không thì đừng trách. Nói không được lập tức một đám người vây quanh nam chính. Thẩm ánh lại lên tiếng trêu chọc nói ba năm qua cô sống là người phụ nữ của thiên thành vô cùng mãn nguyện. Bây giờ nam chính có quay lại cũng đừng hòng giành lại. Diệp thần nếu ta nhớ không lầm thì ngươi không còn quả thận nào. Sao có thể cho thẩm ánh một cuộc sống phụ nữ trọn vẹn chứ? Yên tâm, chỉ là một món đồ cũ. Ta cho ngươi. Nam chính công khai với tất cả mọi người công ty y tế của bọn chúng buôn bán nội tạng con người. Vợ cũ tức điên lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói sẽ cho Nam chính 5 triệu để bồi thường sau đó cút đi. Nghe thấy chưa? 5 triệu đó cả đời này anh cũng không thể nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Chỉ là một tên bất lực người có 3 năm qua ta và tham ánh đã lên đỉnh bao nhiêu lần không. Một câu chê diệp thần không có năng lực, hai câu nói anh yếu sinh lý. Nam chính tức giận thật rồi phải cho đôi gian phu dâm phụ này một bài học đám người vừa lao vào diệp thần lóe mắt sáng rậm chân một cái tất cả đều bay biến bất ngờ chưa ông bà già nam chính đã trở thành một chiến binh rồi lúc này tướng quân đem theo biệt đội giang bắc đến chống lưng cho đôi nam nữ lớn tiếng đe dọa gia uy với diệp thần được tin quân đội giang bắc từ nay sẽ bảo vệ cho công ty của họ thẩm vợ cũ lại được đà lên mặt nghe chưa diệp thần đến tướng quân còn phải đem quà đến cho chúng ta ngươi còn dám nói gì nữa tiểu tử bây giờ ngươi muốn tự chặt tay chân hay để ta giúp ngươi què quạt ra về thấy thái độ diệp thần kiêu ngạo ông ta đích thân ra tay vừa hạ một đao liền bất ngờ nam chính là có thể giữ được thanh kiếm của ông ta phá hủy phép thuật dám công khai chống lại quân giang bắc ngươi chịu nổi hậu quả không hậu quả các người luôn nói về hậu quả vậy thì để cho ta cho con người biết thế nào mới là hậu quả diệp thần dõng dạc liệt kê lại những tội ác của bọn họ thẩm ánh và từ thiên hành không có nhân tính ăn cắp thận của nam chính không những thế còn buôn bán nội tạng đội đáng chết tên tướng quân không biết phân biệt phải trái bảo vệ tội ác cũng không xứng đáng tiếp tục chỉ huy nữa. Mọi người cũng chứng giám, tất cả những điều tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật không một lời nói dối. Nếu sai, Diệp Thần sẽ tự sát ngay tại đây. Tuyên thệ xong Diệp Thần quay lại chuẩn bị xử lý. Bất ngờ một đoàn người hùng dũng đi vào. Đám người tay to mặt lớn này tự dưng là chủ nhân của vương quốc chết chóc hôm nay đích thân đến bảo kê cho tử thiếu gia. Dám vô lễ với chủ cung, hôm nay người chết chắc. Dạ xoa xuất chiêu trước nhưng chỉ vài ngón đòn của cô ta không thể nào đấu được nam chính. Anh nhanh chóng hất cô ngã ra đằng sau. Sau đó dơ lệnh bài chết chóc ra cho bọn chúng thấy. Không ngờ tên tướng quân bên kia cũng có một cái y hệt còn nói của Diệp Thần là đồ giả. Để chứng minh nam chính bung sức một áng hình rồng thần hiện sau lưng. Trên người anh hiện lên hình rồng đây chính là thánh thể kỳ lân trong truyền thuyết. Nhận ra chủ nhân đám người lập tức quỳ xuống. Bài kiến thánh chủ, nô tài có mắt như mù đáng tội chết thầm ánh ngạc nhiên đến ngã gục không thể tin được nam chính lại thực sự là chủ nhân của ngôi đền chết chóc hóa ra tên mặt sẹo kia là kẻ giả mạo một diễn viên chuyên nghiệp hắn ở vừa thử vai đầu đã gặp ngay nhân vật chính đồ đệ tức giận lao vào đấu tranh nhưng đều không phải là đối thủ của tên này diệp thần đành ra mặt nói tất cả lùi lại phía sau còn tên này để anh xử lý ta không muốn giết một kẻ vô danh nói đi tên ngươi là gì gấu điên tướng binh mạnh mẽ nhất ở phía bắc gấu điên giới thiệu xong hắn ta triệu hồi sức mạnh của thần cầu đen xuất chiêu với diệp thần kỳ lân thần thánh của nam chính nhanh chóng hạ gục ông ta từ thiếu muốn bỏ của chạy lấy người ai ngờ thẩm ánh lại ảo tưởng vị trí của mình muốn quay lại với nam chính để trèo lên voi lên ngựa cô ta bò dưới chân nam chính nói nhung nhớ thế là bị anh phũ phàng đáp lại nếu không nhanh anh sẽ giết cô bằng chính đôi tay của mình vợ cũ không biết điều còn đứng lên lấy sắc đẹp của mình ra dụ dỗ diệp thần anh thẳng tay bóc cổ đai nghiến diệp thần xin hãy tha cho tôi cho tôi một cơ hội nữa tôi sẽ cho anh tất cả số tiền của tôi. Cô yên tâm ta sẽ không giết cô dễ dàng như thế. Ta sẽ cho cô nếm thử cảm giác đau đớn 7 7749 ngày không thể tự chăm sóc bản thân. Nam chính chơi lớn trực tiếp ra lệnh cho đồ đệ đem đến một quả thận lợn cấy ghép cho vợ cũ. Cô ta nhìn thấy quả thận thì sợ hãi phát điên nhưng muộn rồi dã xoa trực tiếp lấy con dao ra hành sự. Thu thiếu nhanh chân chạy được ra xe lập tức gọi điện báo cáo với đại nhân tìm được quả thận kỳ lân. Đại nhân vô cùng vừa ý căn dặn từ thiếu chú ý đến Diệp Thần ngôi đền chết chóc sẽ bảo vệ anh ta một thời gian. Diệp Thần đưa Ninh Tâm về nhà thì bị Ninh Phu Nhân tức giận đuổi đi. Nếu không vì anh làm sao nhà họ bị họ từ và họ thẩm chèn ép con gái bà ta làm sao bị đôi mắt mù lòa như thế này. Tiền phế vật xấu xa, cút, gia yeah. bây giờ con đã trở về rồi sẽ không để ai ức hiếp Ninh Tâm nữa. Diệp Thần trực tiếp quỳ xuống vái lại hai cái bày tỏ thành ý, xin phép được cả đời chăm sóc cho ninh tâm còn hứa không những chữa khỏi mắt cho cô mà còn giúp nhà họ trả thù họ thẩm và họ từ phu nhân vẫn không tin tức tối khóc lóc cầu xin anh tha cho nhà họ ninh đừng cố gắng bám lấy họ nữa diệp thần còn tự cứa tay mình lấy máu ăn thể hứa với nhà họ những điều anh nói nhất định sẽ thực hiện được nhưng phu nhân không thể nào tin vào một tên hai quả thận cũng không có phũ phàng đóng cửa đuổi anh đi nam chính đến một tiệm thuốc yêu cầu ông chủ kê theo đơn thuốc của anh nhưng ông ta không chịu chấp nhận ở đây chỉ có thể làm theo đơn thuốc của ông ta tình cơ thế nào lại gặp bạn cũ cô ta biết diệp thần còn sống thì không vui còn chế nhạo diệp thần nhanh chóng bái kiến bà nội nhưng bà ta cũng ghét bỏ bà nội bà không biết sao anh ta đã bị thẩm ánh vứt bỏ nên bây giờ đang muốn trèo cao lên chị họ bà muốn anh ta thành cháu rể của mình không ảo tưởng chỉ cần ta còn sống nhất định không để ninh tâm cưới người bà nội tiến đến bắt mạch trước ai ngờ ông chủ lại lắc đầu nói vô phương cứu chữa có kê thêm thuốc chắc cũng chỉ sống được một tháng là nhiều. Khoảnh khắc bà nội chấp nhận sinh lão bệnh tử bỗng nhiên Nam Trinh lên tiếng chê trách dư lão sư trình quá non đến một căn bệnh nhỏ cũng không chữa nổi. Còn Diệp Thần tự tin chữa được, đương nhiên là bà nội không tin. Bà Ninh, bác sĩ cũng nói bà chỉ còn sống có một tháng vậy sao không để tôi thử. Diệp Thần, nếu anh có thể chữa khỏi cho bà tôi sẽ thuyết phục bà gả ninh tâm cho anh, còn thưởng thêm tiền chữa bệnh 10 triệu. Bà nội có chút lay động đồng ý, trước sự chê bai của lão sư anh lại hỏi ninh lý có phải trinh nữ không lần này thì cô cho rằng anh đúng là tên lang băm thật rồi nhưng vì bà đã đồng ý nên không thể cãi lại mặc kệ lời khinh thường từ trưởng lão diệp thần đem công cụ của mình ra một tay phóng tam kim vào người em họ cứ thế thủ thuật nhanh nhẹn lấy được ba giọt máu đào trên đầu mũi kim sau đó anh lần lượt châm cứu vào đầu bà nội dư lão sư bên cạnh thấy thủ thuật thần kỳ không khỏi ngưỡng mộ Ông đã từng được thấy thủ thuật này trước đây nhưng có điều người thực hành chỉ làm một lần duy nhất rồi đeo mặt nạ rời đi. Biết được đó là sư phụ của nam chính, ông ta liền quỳ xuống ngay lập tức. Chàng trai trẻ, anh có thể nhận tôi làm đồ đệ được không? Tôi sẽ không đứng lên cho khi anh chịu chấp nhận. Nhoang cái, bà nội đã đứng lên vận động như chưa từng mắc bệnh, cảm giác như có thể vác được cả con trâu, sống thêm được 20 năm nữa. Vậy mà ai ngờ bà già lại nuốt lời không những không đồng ý gả ninh tâm cho nam chính còn không trả luôn 10 triệu tiền chữa bệnh cứ coi như đây là những gì anh phải bồi thường cho rắc rối ba năm qua nhà họ từ. Dư lão sư nhanh chóng đem bài thuốc mà nam chính cần đến để nịnh nọt bài tỏ thành ý, nhưng có thể nào anh cũng không chấp nhận ông ta làm đồ đệ, ai bảo trước kia dám khinh thường anh. Nam chính đem theo bài thuốc đến chữa mắt cho Ninh Tam nhưng đã chậm một bước, bên trong đã có thiếu gia nhà họ dần chữa trị. Chỉ một kim châm cứu, Ninh Tâm cởi bỏ dây đen thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ. Cô chưa kịp vui mừng cảm ơn dần thiếu thì nhận tin dữ, phu nhân đã hứa gả cô cho anh ta chỉ cần anh ta chữa được mắt cho cô. Diệp thần vừa đi vào đã bị phu nhân đuổi về, Ninh Tâm giờ là vợ người ta rồi. Gia, à, mắt của Ninh Tâm vẫn chưa khỏi. Câu nói này chọc tức đến dần vũ bên cạnh. Anh ta nhanh miệng đứng lên chơi chọc nam chính ngu ngốc trước đây bỏ Ninh Tâm mà hiến thận cho người đàn bà xấu xa thẩm ánh. Sau đó trực tiếp quỳ xuống đưa viên kim cương chục triệu ra cầu hôn Ninh Tâm. Bà mẹ thúc giục cô đồng ý nhưng cô lại lưỡng lự, người mà cô thực sự phải lòng là Diệp Thần. Bà mẹ tức điên lên buông lời độc ác, nếu như vẫn thích tên phế vật như thế thì thà để cho cô bị mù còn hơn. Vừa nói xong, mắt của Ninh Tâm chảy lệ, không thể nhìn thấy gì nữa. Diệp thần đã nói chỉ anh mới chữa được mà bà mẹ không tin ném thẳng anh ra ngoài cửa. Dần thiếu sợ hãi thấy thế bèn chấn an phu nhân sau đó gọi điện cho nhân vật lợi hại khác đến chữa. Nhân vật đó vậy mà lại là dư lão sư, ông bắt mạch xong liền kết luận có thể chữa khỏi, tuy nhiên không phải ông mà là sư phụ của ông mới chữa được. Diệp thần quay về nói mình chính là sư phụ mà dư lão nhắc tới liền bị đám người khinh ra mặt. Diệp thần, ta còn không biết tại sao ngươi lừa được ninh tâm, hóa ta là dùng cái miệng bốc phét này. Mặc kệ bọn họ có coi thường ngăn cản, nam chính vẫn quyết định vào bên trong, chỉ cần ninh tâm tin tưởng anh là được rồi. Ninh tâm thì không phải bàn nhưng bà mẹ vẫn nhất quyết không chịu tin tưởng. Đến khi dư lão sư xuất hiện gọi hai tiếng sư phụ tất cả mới ngớ ra. Dần vũ, đây chính là người mà tôi giới thiệu với cậu, Bác sĩ Tần Kỳ, chính là sư phụ của tôi. Dữ lão ông nói gì vậy đây chỉ là một tên phế vật sao có thể là sư phụ của ông được chứ? Mặc dù không dám tin nhưng đã có dư lão sư ở đây đích thân xác nhận, không muốn cũng đành phải để cho Diệp Thần ra tay chữa trị. Gia, à, cứ yên tâm chỉ cần đợi một giờ nữa là sẽ có hiệu quả ngay thôi. Ninh phu nhân bây giờ mới có chút thiên cảm trở lại. Có điều với chuyện hôn sự của con gái bà ta vẫn nhất quyết chọn dần vũ, mặc kệ ninh tâm có ước nguyện như thế nào. Dần vũ bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn, anh không đôi con nữa rứt áo rời đi. Một dàn siêu xe đến bày binh bố trận trải đường cho thẩm ánh, cô ta xuất hiện trên chiếc xe lăn đem theo hận thù mà tìm đến. Nam chính đã tốt bụng nhắc nhở cô ta mau biết điều mà cô ả vẫn còn ngang bướng, anh đành để phu nhân đưa ninh tâm rời đi trước để mình bỏ chút thời gian xử đám này vậy. Diệp thần, ba năm trước tôi có thể khiến anh chết thì bây giờ cũng vậy, anh đã làm tôi không thể đi lại được, vậy phi hôm nay nợ cũ nợ mới tôi đều trả đủ cả lần này cô ta mạnh miệng như vậy vì không chỉ đám vệ sĩ ở ngoài kia mà cô ta còn mời được ông cao đến ông ta chính là vị thần chiến binh cấp độ mặt trăng chỉ cần ngươi quỳ xuống xin tha biết đâu ta sẽ nói đỡ với ông cao đây cho ngươi một con đường sống dư lão thấy tình hình bèn đi đến giới thiệu mình là người đứng đầu hiệp hội y tế hy vọng lão cao có thể nể mặt ông tha cho nam chính một mạng lão ta không thèm để lời nói vào tai trực tiếp đánh dư lão kể cả bố của ông ta đến cũng không cứu dược lại thêm một phát tát nữa đến nhát cuối cùng diệp thần đã chặn lại được kêu dư lão rút lui trước diệp thần ta nghe nói ngươi mới chỉ tu luyện được ba năm nếu ngươi có thể nói bí quyết cho ta ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng ông cao chỉ cần ông có thể hành hạ anh ta bằng bất cứ phương thức nào cũng được muốn gì tôi cũng đáp ứng thẩm ánh vốn dĩ mối thủ của chúng ta đã kết thúc nhưng cô cứ muốn khiêu khích tôi hôm nay nếu ông ta không đánh bại tôi tôi sẽ bẻ gãy tay cô võ mùng một trận cuối cùng cũng đến món chính Ông Cao chưa kịp chạm tay đến mặt, Diệp Thần đã đấm một cú đau vào bụng. Ông ta trực tiếp hộc máu ngã ra đất, chết không nhắm mắt. Đám vệ sĩ đứng bên ngoài chứng kiến run sợ không thể đứng vững, chỉ có Thẩm Ánh mù lòa nghe tiếng tưởng Diệp Thần bị bại rồi lên tiếng mà diễu võ dương oai, "Bây giờ thì ngươi thấy thực lực của ông Cao rồi chứ, biết sợ chưa?" Đến khi một tên vệ sĩ nói cho cô ta biết sự thật cô ả mới bắt đầu run rẩy. "Thẩm Ánh, tôi đã nói sẽ bẻ gãy tay cô, bây giờ cô sẵn sàng chưa?" Vợ cũ run rẩy la hét cầu cứu những đám vệ sĩ đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi. Hết cách cô ta đành lấy chuyện năm xưa ra lấp liếm nói việc lấy thận và ném diệp thần ra ngoài hoang đảo không phải chủ đích của cô ta. Tuy nhiên cô ta vẫn run hãi không dám nói ra người chủ mưu, nói ra thì cũng chết không toàn thầy Quân tử nhất ngôn, diệp thần lập tức nắn nhẹ vào bờ vai của cô à, quả nhiên là khớp vai đã bị gãy vụn, tư thiếu cầm bệnh án trên tay mà tức điên lên đai nghiến muốn trả thù ninh lão phu nhân bên này biết được tin ninh tâm đã nhìn thấy lại cũng chẳng mấy vui vẻ vẫn là không cho cô nắm cái quyền gì trong nhà họ ninh ninh lý hớt hải vội vàng chạy về báo tin nhờ chuyện tốt của diệp thần mà bây giờ nhà họ đang đứng mũi xào chịu trận từ thiếu đã ra lệnh bất cứ ai hợp tác với nhà họ đều trở thành kẻ thù của từ gia lão phu nhân còn ngang ngược hơn cho người bắt hai mẹ con ninh tâm đến nhà từ để chuộc tội vừa hay nam chính đến ngăn cản ninh lão phu nhân cháu rể xin bái kiến bà hãy cẩn thận với lời nói của mình Ninh ra chúng tôi không có phước phần đấy. Diệp thần, mất tích 3 năm cái miệng cũng trở nên cứng hơn rồi. Có điều muốn làm con rể nhà họ Ninh không có cửa đâu. Em họ Ninh luôn miệng chê bai nam chính, chê anh là một tên không nhà không cửa không quyền thế mà đòi trèo cao. Quá nhiều lời, Ninh lão bèn đưa ra hai sự lựa chọn. Một là Diệp thần tự chói tay chói chân đến nhà họ từ xin nhận tội hay là hai mẹ con Ninh Tâm sẽ làm chuyện đó vì nam chính không chọn điều nào cả nên bị ba tên vệ sĩ nhà họ nhanh chóng bao vây rõ ràng mấy người đều biết tôi giết chết chiến binh tồn thờ nhà họ từ vậy thì nhà họ không xứng làm đối thủ của tôi ninh lý cầm luôn cây kéo trên bàn chĩa vào cổ ninh tâm làm con tin cô ta đe dọa nam chính mau chóng đầu hàng nhà họ ninh đã phải chịu quá nhiều hậu quả của anh rồi nếu không cô ả sẽ ra tay với ninh tâm tôi nói lần cuối cô mau để ninh tâm đi những điều mà nhà ninh phải chịu tôi sẽ đòi lại bằng hết còn nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là một chiến binh thật sự Cô ta vẫn ngang bướng không biết sợ là gì, đến phu nhân cũng cầu xin Diệp Thần mau chóng nhận tội tha cho con gái bà ta. Bàn tay Diệp Thần nắm chặt, thực sự đã động đến giới hạn của anh. Nam chính đến 1 2 ba không kiêng rè lao đến lật ngược tình thế, lấy chính cây kéo đó kể vào cổ Ninh Lý. Nể tình em gái, Ninh Tâm mới lên tiếng nói đỡ cho, nếu không thì em họ nhất định không thoát nổi cái chết. Diệp Thần, tên sao chổi ngươi thực sự muốn bức chết nhà họ Ninh sao? Ta đã nói là sẽ đòi lại mọi thứ cho nhà họ Ninh, nếu cô không gây rắc rối nữa, mọi chuyện đều có thể đáp ứng. Em họ nghe vậy liền muốn giao cho anh thử thách khó nhằn, chính là đến nhà họ Lưu. Một gia tộc đứng đầu Giang Đô đòi được một hợp đồng về cho nhà họ, nếu không thì ngoan ngoãn quỳ xuống trước từ ra mà nhận tội. Nam chính trước giờ chưa án một ai liền đồng ý luôn. Có điều chưa kịp xử lý, đồ đạc quần áo của mẹ con Ninh Tâm đều đã bị chủ nhà ném hết ra ngoài đường, từ ra đó đã chèn ép tất cả không cho phép ai cho mẹ con họ thuê nhà nữa. gia à, yên tâm con còn một căn biệt thự ở Giang Đô, Mọi người có thể đến đó ở ngươi mau biến đi Ai chẳng biết nhà họ Diệp đã phá sản Còn ở đây khoác lác những điều vô nghĩa Vì bọn họ không tin Nam chính đành cho họ nhìn bằng mắt thật luôn Căn nhà cao 3-4 mét Nội thất sân vườn sang trọng khiến phu nhân vô cùng thích thú Thành công ấy được thêm chút thiện cảm từ mẹ vợ Có như thế cũng đừng nghĩ rằng Có thể ấy được ninh tâm Tôi chưa đồng ý Zia à, hớp miếng trà cho hạ họa chút đi Cậu đừng quên mình đã hứa với lão phu nhân trong ba ngày lấy được Hogwarts đồng nhà họ lưu, không thì đi mà xin lỗi từ ra. Dì yên tâm, diệp thần tôi nói được làm được. Đêm tối, dạ xoa lái trực thăng đến một sân thượng, đem theo lưu tam đạo, người đứng đầu họ lưu đến diện kiến diệp thần. Ông ta bị uy hiếp vẫn cứng miệng giao ai cho rằng nếu dám động đến nhà họ lưu, đều phải chết. Nam chính liền ném cho ông ta lệnh bài chết chóc. Sắc mặt quả nhiên thay đổi 180 độ. Lưu Tam Đạo nhanh chóng quỳ xuống xin Diệp Thần tha tội mạo phạm. Được rồi, hôm nay ta đến là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Chỉ cần là lệnh của cung chủ, chính là vinh dự của tôi, ngài cứ nói. Cứ thế Nam Chính yêu cầu ông ta đem đến nhà họ Ninh hợp đồng tỷ đô, mặc dù nhà họ và Thẩm Gia An có mối hiểm khích nhưng ông ta cũng không dám phật lệnh. Diệp Thần trở về nhà đúng bữa sáng liền khiến phu nhân tức giận, cho rằng anh chỉ biết thừa cơ hưởng lợi. Tôi chỉ là đủ cho tôi và Ninh Tâm, nếu anh muốn ăn thì tự đi mà nấu, Tôi không phải bảo mẫu, Gia, à, con đã ăn rồi, dậy sớm thì mới thành công được. Nam Chính đem về hợp đồng lớn với nhà Lưu, vượt mong đợi vốn đầu tư lên đến 2 tỷ, phu nhân xem xong cũng há hốc mồm. Họ quyết định sau bữa sáng sẽ đến gặp lão Thái Thái, còn dặn Nam Chính nếu được hỏi thì nói đây là do Ninh Tâm mang về, coi như đền bù cho tổn thất của cô. Ninh lão phu nhân cầm hợp đồng trên tay mà không dám tin vào mắt mình. Ninh Tâm, hợp đồng này thực sự là cô mang về sao? phu nhân nhanh nhảu đáp lại khẳng định tài năng của ninh tâm nam chính cũng lên tiếng nói đỡ cho cô thế nhưng em họ ghen ghét không chịu phục nói hợp đồng là giả điều này kích động đến lão thái thái bà ta muốn trực tiếp đến nhà họ lưu xác nhận nhưng nhà họ ninh tiếng lành đồn xa vừa đến cửa đã bị chặn lại tên cấp dưới còn cho rằng họ đến làm loạn nhất quyết không cho vào lúc này xế hộp rồng phượng đi tới lưu thiếu xuất hiện được cấp dưới mách lẻo nhà họ lưu ảo tượng giành được dự án quảng trường thành phố anh ta đương nhiên không tin cho người đuổi hết đám chuột nhát này đi. Khoan đã, ngươi là ai? Hôm nay ta đến đây để bàn hợp đồng với Lưu Tổng, ngươi không đủ trình độ để tiếp đón. Ta không đủ trình độ, ngươi biết ta là ai không? Thiếu gia nhà họ Lưu, chỉ giỏi ăn chơi chắc táng, phá gia chi tử, chính là tên phế vật, Lưu Thần. Màn khinh thường này khiến Lưu Thiếu nóng máu rồi, anh ta chống nạnh ra lệnh cho cấp dưới xử lý. Để xem nam chính có đấu được một tên phế vật không? Đám bảo an lần lượt xông vào, Diệp Thần chỉ mất chút sức nhỏ, liền cho mấy tên về khoa chỉnh hình luôn. Không tồi, nếu ngươi theo ta làm bảo vệ, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, làm cấp dưới của ngươi ư, ngươi không xứng. Lưu Thiếu vận động xương cốt chuẩn bị xung trận thì trưởng lão xuất hiện mắng chửi hắn hành động không biết phép tắc. Tuy nhiên Diệp Thần đã căn dặn Lưu Tam Đạo không được để lộ danh tính của anh nên ông ta đành diễn một màn không biết gì. Lưu Thần vừa mách lẻo xong thì Ninh Lý cũng nhanh miệng tiếp lời, đổ hết tội lỗi lên cho nam chính, bốn người phụ nữ thì đến ba người quay sang trách móc Diệp Thần chỉ có Ninh Tâm là một ý tin tưởng anh. Bà Ninh, bà đang đổ oan cho Diệp Thần rồi, dự án quảng trường lần này ta thực sự muốn giao cho Ninh ra. Bố, bố muốn đối đầu với Từ Gia sao? Đúng vậy, Từ Gia dạo gần đây đã chiếm quá nhiều sân khấu. Ta phải cho chúng biết, ở Giang Đô này vẫn còn nhà họ lưu. Diệp Thần muốn ông ta dạy dỗ lại con trai cũng như tên cấp dưới không biết điều này liền bị phụ nữ Ninh ra trách móc gây họa cho bọn họ. Thế nhưng lưu chủ thực sự dạy dỗ lên tên cấp dưới, còn túm cổ mắng chửi vì không biết cách làm việc. Một lời nói dáng hắn ta xuống làm tên bảo vệ quen. Còn đứa con trai ngu dốt, lưu tổng phạt anh ta trở về nhà chép luận ngữ một nghìn lần, không xong thì không được ăn cơm. Thấy hắn vô lễ với Diệp Thần thì thẳng tay tát luôn. Nếu còn dám khiêu khích ta nữa, ta sẽ cho người biến mất khỏi nhà họ Lưu. Lưu thiếu đành ngậm ngùi, trợn mắt nhìn Diệp Thần rời đi. Sau đó tất cả vào phòng làm việc, ký ký vài chữ liền thành công hợp tác hợp đồng 2 tỷ. Lão Thái Thái trở về vô cùng hài lòng, nhà họ ninh sắp lên tầm cao mới rồi nhân cơ hội này mẹ con nhà ninh tâm cũng thành công vui vẻ trở về ninh gia quay trở lại đe dọa vị trí của em họ ninh lý từ thiếu biết chuyện càng không vui hơn nữa đang tức điên lên thì địch đến xin giúp em họ ghen ghét dùng sắc đẹp của mình quyến rũ anh ta không những muốn anh ta tiếp tục nhắm vào nhà họ còn muốn anh ta giúp loại bỏ cả lão thái thái để cô ta ngang nhiên ngồi lên vị trí gia chủ ngay chính trong căn nhà của diệp thần ninh phu hân ngang nhiên tiếp đón dần vũ còn vui vẻ gọi Ninh Tâm xuống làm mối. Đến khi gia chủ lên tiếng đuổi cút về, hắn ta lại mạnh miệng nói có thể dùng một cuộc đá nam chính bay khỏi căn biệt thự này, nói nam chính chỉ đang đi mượn nhà ra oai. Với thế lực nhà họ dần, một lời nói là quá nhiều. Diệp thần bình tĩnh ngồi xuống xem anh ta diễn kịch, dẫn vũ tự đắc rút điện thoại nói cấp dưới nhanh chóng tìm hiểu quyền sở hữu của biệt thự. Ngươi còn ngồi đây làm gì? Mau tận dụng chút thời gian đi đóng gói đồ đạc đi. Diệp thần vẫn ngồi lì đấu chút võ mồm với hắn ta cho vui miệng. Không ngờ, ninh phu nhân vô ơn cũng hùa theo mắng nam chính còn khuyên anh đừng tỏ vẻ nữa chỉ có dần vũ mới cho con gái bà ta cuộc sống sung túc được mẹ sao mẹ lại hợm hĩnh vậy bà ta nhảy dựng lên nếu không ngờ cái sự hợm hĩnh đó thì hai mẹ con đã chết đói chết rét ngoài đường lâu rồi ninh tâm vẫn kiên định theo diệp thần dù cho có thế nào đi nữa thật tức điên bà mẹ mất rồi dần vũ cũng đến cạn lời nhưng đẹp nên vẫn chấp nhận chữa được cho đến khi anh ta nghe cấp dưới báo cáo diệp thần chính là chủ căn biệt thự lớn này mới cay cú không thôi bây giờ ngươi muốn tự đi hay để ta đá ra ngoài dần thiếu nói không nổi nữa đành cung cút rời đi thế nhưng điều này cũng không khiến phu nhân chấp nhận nam chính được vẫn cứ là không xứng với con gái bà ta an ủi thay ninh tâm luôn một lòng một dạ với anh cổ vũ anh đừng vội nhụt trí đêm muộn em họ lại tìm đến dần thiếu như một vị cứu tinh cứ thế cô ta bày ra một bữa tiệc chị chị em em thân thiết rồi hạ thuốc ninh tâm. Đợi đến khi chị gái chóng váng thì đem cho tên bẩn thỉu dần vũ. Chuyện xấu xa bị dạ xoa bắt được nhanh chóng báo với Diệp Thần. Hắn ta ném cô gái xuống giường, bắt đầu lột đồ chuẩn bị vào trận, còn luôn miệng nói đã thắng được nam chính. Miệng chưa kịp chạm mặt thì anh xuất hiện, đằng sau còn có nữ tướng, hai giây đã đàn áp được dần vũ dám chạm đến người phụ nữ của ta, ngươi sống hơi lâu rồi đó. Thấy hắn không đủ đô với mình, Diệp Thần ép hắn ta gọi bố mình đến tự tay cứu con trai, muốn một mũi tên chúng hai con chim hạ luôn nhà họ dần. Không phụ lòng anh, phút mốt xe nhà họ đã cán phanh. Ông ta còn đặc biệt chuẩn bị 10 tên lính bắn tỉa phục kích, kèm theo lão bưu, một chiến binh cấp mặt trăng khác. Ông ta vô cùng tự hào về kỹ năng của mình, thậm chí tên họ cao mà từ gia tôn sùng cũng phải gọi bằng bố. Dần lão đem theo đoàn người lên sân thượng, thấy con trai bị trói thì tức tối diệp thần ba năm mất tích ta biết ngươi đã có chút kỹ năng nhưng ngươi dám bắt nạt con trai của dần chấn hoa này không nể mặt ta chút đê a à gì nào mặc dù biết con trai mình làm trò vô liêm sỉ với hôn thê của diệp thần ông bố vẫn một mực bênh vực nhất quyết xử tội kẻ nào to gan làm phản tuy nhiên để dĩ hòa vi quý diệp thần chịu từ bỏ ngay ông ta cũng sẽ cho qua chuyện này có gì hiểu nhầm rồi ta nói hắn gọi ngươi đến đây không phải để ngươi ra điều kiện ngược lại ngươi có hai sự lựa chọn lựa chọn gì? Đầu tiên, ngươi cắt đứt quan hệ với con trai mình và hứa không trả thù ta, ta chán đánh nhau rồi. Hoặc không thì cứu con trai, sau đó chết dưới tay ta. Dần chấn hoa cười đều mắng nam chính quá tự tin, nhưng có sức mạnh nên anh chẳng sợ, cho đồ đệ bấm đồng hồ đếm ngược 10 giây. Dần vũ sợ hãi cầu xin cuối cùng cha hắn chọn điều thứ hai, có điều hắn đã sớm chuẩn bị lính bắn tỉa rồi nên rất tự tin. Dạ xoa liền đưa cho ông ta màn hình iPad, đám lính tự hào của ông sớm đã ngồi yên vị một chỗ rồi. Diệp Thần kiêu ngạo cho dần chấn hoa lựa chọn lại thêm lần nữa, khó có thể từ bỏ con trai nên hắn đứng bất động ngậm tức. Diệp Thần để ý thấy tên đầu chọc bên cạnh liền cho hắn chút đất diễn cho đỡ phí công đem đến đây. Bưu lão bị khinh thường thì tức giận muốn đấu một trận sống còn với nam chính, nếu muốn thì thử, ta không phế vật như tên họ Cao kia, từ khi đến Giang Đô, tên nào cũng nói với ta như thế. Ta chán đánh nhau rồi, không ấy ngươi nhìn thử cô gái kia đi, nếu đánh thắng được cô ấy ta sẽ cân nhắc lại. Vốn dĩ ta không muốn đánh phụ nữ, nhưng ngươi không biết kính lão đắc thọ nên ta sẽ dạy lại ngươi nói rồi ông ta phất kiếm thân thủ của dạ xoa nhanh nhẹn không cần động tay đã cho hắn ngã nhào xuống nước dần vũ nhanh mồm xin tha mạng ăn ngay miếng băng dính vào mồm bố anh ta bên cạnh xin thêm một lựa chọn thứ ba nhưng không được đành cắn răng giơ ba ngón tay thể độc cắt đứt với con trai hứa không bao giờ trả thù nam chính nghe được lời này xong dạ xoa tuân lệnh đâm kiếm tiễn dần thiếu về với đất mẹ ông bố ôm thân xác con trên tay thì không khỏi đau lòng con trai độc đinh của họ dần dễ dàng ra đi vậy thật không cam tâm. Ông ta tức giận phản bội lời thề hét lớn sẽ không tha cho nam chính, hét lớn đến mức nam chính dưới sảnh cũng nghe thấy, có điều đối thủ cỡ này chơi đùa thêm vài lần cũng thú vị. Đêm tối trong núi thiên mục nghe tin cơ thể kỳ lân xuất hiện nhộn nhịp không thôi. Một luồng khí lạnh thổi đến, tứ đại chiến binh đao to búa lớn xuất hiện. Từ thiếu đi cùng em họ đến nịnh hót, mách chuyện của diệp thần, hy vọng bốn vị tướng quân ra tay diệt trừ. Nói trước, ta có thể giết hắn cho ngươi, nhưng cơ thể hắn, ta sẽ mang đi. Em họ Ninh đến biệt thự Nam Chính nói đem đến tin tức tốt lành, cô ta đưa ra một tấm thiệp mời là của từ gia muốn hẹn anh đến giải hòa. Diệp thần cầm tấm thiệp gấp lại ném vào thùng rác con nhổ nước lên trên. Phu nhân tức tối mắng Nam Chính tạo phản không thể chấp nhận được, anh vẫn bĩnh tĩnh lắng nghe. Sau đó nói em họ chuyển lời mình sẽ có mặt đúng giờ, nếu họ từ dám giờ trò thì đào mồ chôn từ bây giờ là kịp. Ngươi cứ giả vờ đi, đến lúc chết thì đừng đổ tại số trời, Ba năm rồi, lão thái thái vui mừng cuối cùng cũng có thể trở lại hòa bình, không có ganh đua đấu đá giữa các gia tộc. Còn đặc biệt dặn ninh tâm, sau buổi hòa giải tốt nhất đừng dính líu đến Diệp Thần nữa, bà ta không còn sức đi lại vết xe đổ. Diệp Thần, tốt nhất hôm nay ngươi đừng gây rắc rối ở đây. Bà yên tâm, chỉ cần họ không gây rối, tôi cũng sẽ không gây rối. Bà ta lại muốn nam chính kể cả có bị bắt nạt cũng phải chịu nhục đừng làm hại ninh ra nữa. Không muốn đôi con nữa, Bữa tiệc sắp bắt đầu tất cả phải nhanh chóng vào khách sạn. Mấy dòng chữ trên tấm bảng hiệu làm lão thái thái giật mình tưởng đi nhầm chỗ. Ai ngờ Ninh Lý ăn mặc lồng lộn như vậy là để đến đính hôn với Thiên Thành. Được kết thông gia với nhà họ Từ, lão phu nhân vui không tả xiết. Đột nhiên Diệp Thần lên tiếng hỏi về thẩm ánh. Anh ta lại trả lời vợ cũ hết giá trị rồi nên không cần nữa. Hóa ra với ngươi, phụ nữ chỉ là công cụ kiếm lợi thôi sao? Nghe lời này em họ trột dạ tức giận muốn cho nam chính một trận dẫu thế thì bữa tiệc đính hôn vẫn phải diễn ra. Từ thiếu lấy chuyện hòa giải làm cái cớ liên tục chuốc rượu lão phu nhân, khiến bà không có cớ từ chối. Sau đó ra chỗ Diệp Thần khích đều vài câu cơ bản, đợi đến khi anh uống hết chén rượu trên bàn mới lộ bộ mặt thật. Nếu ngươi đã uống hết rồi, ta nói luôn chén rượu này không phải để hòa giải, mà để tiễn ngươi đi. Hắn ta dương oai diễu võ coi thường nam chính, hứa để anh chết không toàn thầy còn trấn an lão thái thái chỉ xử một mình diệp thần không đụng chạm gì đến nhà họ ninh thế là vẹn cả đôi đường thấy nam chính vẫn bình tĩnh ăn uống hắn ta bày ra cái vẻ mặt đắc thắc vỗ tai vài nhát lập tức bốn vị chiến binh ở núi thiên mục xuất hiện ngươi là diệp thần đúng không nghe danh đã lâu hôm nay ngươi chết chắc nam chính nhẹ nhàng lau miệng nếu mà đã muốn chơi anh sẽ chơi tới cùng có điều vẫn lo lắng chút đề nghị từ ra để mấy người phụ nữ nhà họ ninh rời đi sắp tới sẽ có cảnh đẫm máu tránh phụ nữ và trẻ con Diệp Thần đập mạnh tay xuống bàn, thìa liền văng vào mặt tên tướng binh, từ thiếu không còn cách nào khác đành để phụ nữ lên lầu chờ đợi. Trước sự tự đắc của mấy tên không biết điều, Nam Chính vẫn thưởng thức nốt bữa tối. Sau đó anh đem điện thoại ra ra lệnh cho người vào. Từ lão ra bị ném vào như một con chó quỳ dưới bàn chân vắt chéo của Diệp Thần mà xin tha mạng. Từ thiếu thấy vậy thì trách bố mình thế là ăn ngay một vả ngang trời. Ngươi có biết anh ấy là ai không, kể cả có đem cả núi thiên mụ đến đây cũng không phải đối thủ của anh ta. Ông ta đá một phát vào đùi ép con trai mau chóng xin lỗi nam chính. Hắn ta không nghe theo còn mắng bố mình ra lầm cẩm Có bốn tướng sĩ ở đây rồi còn sợ cái gì? Lão già, ngươi rất sợ tên tiểu tử này sao? Chẳng phải khinh thường bốn chúng ta à? Nếu vậy không chỉ giết Diệp Thần, ta sẽ giết cả ngươi nữa. Lão tử sợ chết mắng bốn tên tướng quá sĩ bọ, không mau quỳ xuống có khi còn chết chùm ở đây không chừng. Thấy con trai vẫn to tiếng đòi giết, lão tử cho ngay ngắn một bạt tai nữa. Nếu ngươi không biết điều, ta sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ngươi. Ông bị ngu à, rốt cuộc hắn ta là gì mà ông cứ bảo vệ chứ? Thiên Thành, bố ngươi rất biết điều đấy, e rằng người bị ngu ở đây là ngươi mới phải. Lúc này dạ xoa đem theo quân lính tới quỳ xuống đồng thanh bái kiến cung chủ của đền chết chóc. Chứng kiến tên con trai ngu ngốc của mình, lão từ tát cho hắn thêm nhát nữa cho tỉnh mộng. Đến bốn tên tướng hắn tự hào cũng phải quỳ xuống xin hàng. Được rồi, người không biết thì không có tội, các người mau trở về, cai quản vùng núi cho tốt, nếu có ý định trả thù thì đừng trách ta. Biến. Đến tên từ thiếu, không muốn chấp nhận cũng đành chịu, bây giờ đã biết danh tính thật của nam chính, ngoài ngỡ ngàng ra cũng không thể làm gì khác. Năm đó, ngươi và thẩm ánh hãm hại ta do đó ném đến vách núi, rốt cuộc người đứng sau là ai. Có điều phải ngưỡng mộ, tên từ thiếu này có một lòng trung thành đáng nể. Anh ta nhất quyết không chịu khai ra kẻ chủ mưu, nhắc nhở nam chính núi cao còn có núi cao hơn, đừng có tự đắc. Nói rồi hắn đem trong người ra một viên thuốc độc muốn lấy cái chết chứng minh. Nam chính liền đạp từ lão ra túm lấy cổ hắn, tưởng anh không biết đó là thuốc độc giả sao, chỉ cần 10 ngày sau là có thể sống lại. Tình cờ thay trong người Diệp Thần lại có thuốc độc thật, muốn chết anh cho chết luôn. Trong vòng 10 phút nếu không uống thuốc giải, ngươi sẽ về chầu trời. Vẫn còn thời gian cho ngươi nghĩ lại đó, kẻ đứng sau, là ai? Hắn ta bây giờ mới ngộ ra vội vàng xin nam chính thuốc giải, nhưng kẻ đứng sau hắn thực sự không biết là ai, hắn khi gặp một lần lúc ông ta đeo mặt nạ nhớ được giọng nói khác vùng thiên thành ngươi thậm chí không biết hắn là ai vậy mà vẫn theo như một con chó đáng để đấy ông ta thực sự rất mạnh mẽ chỉ cần một cuộc điện thoại cũng khiến thống đốc phải cúi đầu điều khiển được thiên hạ có điều viên thuốc vừa rồi không có thuốc giải hắn cầu xin hối hận muộn mang rồi bên trên tầng lầu mấy người phụ nữ bắt đầu đấu đá nhau bằng mồm ai cũng đe dọa ninh tâm cho rằng diệp thần không sống nổi qua hôm nay khuyên coi mau chóng tìm một người chồng đại gia khác đi, chia buồn với em họ là Diệp Thần lại lành lặn khỏe mạnh trở về, anh cảnh cáo cô trước đây vì nể mặt họ Ninh nên mới tha cho cô, nếu còn tiếp tục bắt nạt Ninh Tâm thì đừng trách. Cô ta vẫn khoe khoang giờ mình là vị hôn phu của Từ Thiên Thành nên không sợ nam chính, có điều đành phải trở thành vị hôn phu kiếp sau rồi. Nghe Từ Thiếu chết, cô ta ngỡ ngàng phải đích thân nhìn tận mắt, tấm vải trắng vừa phủ kín mặt Từ Thiên Thành, Ninh Lý mới gục ngã thực sự. Thời gian ngắn như vậy thẩm ánh lại hồi phục được đôi chân và thị lực bình thản ở đây nói chuyện tán ngẫu với lưu thiếu anh ta lại càng tò mò về thân phận của diệp thần hơn đến từ thiên thành cũng không phải đối thủ rốt cuộc thì mạnh mẽ đến mức nào thấy dáng vẻ bình tĩnh của thẩm ánh lưu thiếu bắt đầu tò mò về thế lực đằng sau cô ta vợ cũ lại ngỏ lời muốn cùng lưu thiếu hợp tác đôi chút cô ta đánh hơi được lưu thiếu rất thích ninh tâm chỉ cần hắn theo cô ta nhất định sẽ chiếm được ninh tâm không ngờ lưu thiếu có chút quân tử không muốn cướp đồ của người khác thẩm ánh nhanh miệng nói luôn ninh tâm chưa đính hôn với diệp thần vẫn có thể coi là độc thân đà thông tư tưởng một hồi vẫn là cạn ly hợp tác với nhau diệp thần chú đáo chuẩn bị bữa sáng cho ninh tâm đi làm vẫn như mọi khi miếng ăn chưa tới miệng đã bị phu nhân chửi tới tấp hôm nay được thêm con gái mặc đẹp ngồi vào vị trí tổng giám đốc lại mắng nam chính định nọt trèo cao bà ta hoàn toàn quên đi tất cả những gì nam chính làm cho nhà họ ngang ngược khinh thường diệp thần ngứa tai không nghe nổi nữa đành nhịn rời đi đến con gái ruột cũng chán ghét không thôi. Nam chính đặc biệt tậu con mạch xe đét mới cứng hộ tống người đẹp đi làm. Vừa ngày đầu đi làm, Ninh Tâm đã bị cổ đông chèn ép, nói ông ta mang dữ liệu tóm tắt đến ông ta lại đem cả sấp tài liệu vớ vẩn đọc 3 ngày mới hết. Nói ly hắn ta không chịu hiểu nên Diệp Thần đành cho một trưởng nghỉ ngơi trên ghế sofa. Nếu không có Ninh Tâm kịp thời ngăn lại e là bộ nhá lệch lạc của ông ta cũng đánh mất nhau rồi. Hóa ra lại là thân cận của Ninh Lý, cố tình đến đây chèn ép giám đốc mới không cho ninh tâm làm ăn dễ dàng nhịn không nổi nữa diệp thần lại cho hắn cái bạt tai nếu ngươi không giao tài liệu hẳn hoi ra đừng trách lợi đi xa mồm lúc này chủ nhân của ông ta xuất hiện ninh lý ngang ngược đi tới trách móc chị họ lạm quyền vớ vẩn còn đem ra tờ giấy ủy quyền của bà nội cô ta mới chính là giám đốc dự án ở đây hôm qua là do trạng thái ta không được tốt nhưng hôm nay đã hồi phục rồi các người còn không mau biến khỏi đây lần này có giấy ủy thác của lão thái thái ninh tâm cũng không thể làm gì khác vị trí giám đốc chưa kịp ngồi nóng đành rời đi vậy thấy vợ yêu phiền lòng diệp thần đành dỗ dành hôm nay mất vị trí giám đốc ngày mai anh nhất định đòi vị trí chủ tịch ninh ra về cho cô hai người vừa định rời đi thì ninh lý ngăn lại ninh tâm cô vừa mới ngồi vào vị trí giám đốc hợp đồng với nhà họ lưu đã bị hủy cô phải giải thích rõ ràng với bà nội họ lưu cô đang nói đến dự án quảng trường sao đúng vậy cô đúng là đồ xui xẻo mà động vào đâu gây họa ở đó Diệp Thần thẳng tay cho cô ta cái bánh vả, cái mùng đi hơi xa lại ăn thêm cái nữa. Dám xúc phạm Ninh Tâm, phụ nữ anh cũng không tha. Em họ đem cục tức về hùa với bà nội trách móc Ninh Tâm là đồ sao trổi Trước giờ cô à nhậm chức không có vấn đề gì, vậy mà Ninh Tâm vừa thay chỗ một hôm đã loạn hết cả lên. Lão Thái Thái đừng vô lý, cô ấy còn chưa kịp đọc một tài liệu nào, sao có thể là lỗi của cô ấy chứ? Diệp Thần liên miệng vạch trần phụ nữ họ Ninh, Lão Thái Thái lý lẽ không lại tức đến đau tim. Phu nhân đành đuổi anh ra ngoài trước. Diệp Thần vừa gọi cho đồ đệ liền biết tin Lưu Tam Đạo dạo gần đây sức khỏe không được tốt nên tất cả mọi chuyện đều một tay Lưu Thần sắp đặt. Ninh Tâm vừa chạy theo sau an ủi nam chính thì ba người phụ nữ còn lại cũng đi ra theo. Suy nghĩ một hồi họ quyết định lợi dụng khả năng của anh để khôi phục lại hợp đồng với nhà họ Lưu. Lão Thái thái còn hứa chỉ cần cứu được công ty sẽ gả Ninh Tâm cho anh. Không phải lần trước chữa bệnh bà cũng hứa như vậy sao? Rốt cuộc thì vẫn không thực hiện lời hứa bà ta cãi không lại bèn chuyển sang đe dọa, họ Ninh bị như ngày hôm nay đều cho anh cả, nếu anh không xử lý được thì để Ninh Tâm chịu thay, bà sẽ xóa tên cô ra khỏi nhà họ Ninh. Diệp Thần bình tĩnh quay sang hỏi Ninh Tâm có muốn cùng anh cao chạy xa bay không, cô chưa kịp lưỡng lự đã bị mẹ đem cái chết ra để dọa. Không còn cách nào khác Diệp Thần đành chấp nhận yêu cầu của lão Thái Thái, chỉ mong bà ta nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Diệp Thần đến nhà họ lưu lại bắt gặp vợ cũ đứng đợi ngoài cửa, chào phúng vài câu cô ta lại muốn mời anh đi làm bữa ôn lại kỷ niệm tình cũ không rủ cũng đến diệp thần chán chẳng nuốt nồi cơm vợ cũ liên miệng gợi về người đứng sau nhưng thiên thành trước khi chết đã khai ra đôi chút về thống đốc rồi cô ta bèn quay ra đe dọa khiến nam chính sống không bằng chết diệp thần cười nhẹ sống không bằng chết còn gì tệ hơn ba năm vừa qua chứ vậy còn gia đình ninh thì sao nếu ninh tâm yêu quý của anh gặp chuyện tôi cảnh cáo cô nếu dám đụng đến ninh tâm Tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thể đứng dậy. Hai người đứng lên nhìn nhau, bốn con mắt đằng đằng sát khí, nam chính không quên nhắc nhở vợ cũ thanh toán rồi hắn về kẻo bị đánh. Sau đó anh tìm đến Lưu gia, đám bảo vệ chưa kịp run rẩy thì Lưu Thần đã ra đón khách quý về phòng. Thì ra anh ta đã thu hồi dự án quảng trường, chính là muốn Diệp Thần trở về đứng sau anh ta. Tôi nói rồi, muốn tôi đi theo anh, anh căn bản là không đủ trình. Không đủ? Nếu tôi không đủ, e là cả Giang Đô này không ai đủ trình độ rồi không sai, nhận thức tốt, cả giang đô này đúng là không đủ trình. Lưu Thiếu bình tĩnh đứng dậy cầm chiếc bình cổ xứ trị giá 30 triệu muốn đập là đập, tiếp theo đến tượng đá thời nhà đường trị giá 100 triệu cũng thẳng tay thả xuống đất. Hắn muốn chứng minh cho Nam Chính thấy vài trăm triệu đối với hắn chỉ là cái đinh gì. Dự án mà họ ninh muốn vốn dĩ không nhằm nhọc, cái hắn cần là thái độ của Diệp Thần. Nam Chính cảm thán đúng là hổ không có nhà khỉ đòi thống trị, vậy mà hắn còn trào phúng thích nhất loài khỉ vì chúng thông minh. Nam chính cũng đến cạn lời, anh chỉ làm việc với người biết điều như lão Lưu còn tên con trai không thèm chấp nữa. Diệp Thần trở về không đem được lợi ích gì liền bị phu nhân khinh thường ra mặt, đến anh cũng bất lực. Làm sao có thể nói chuyện làm ăn với tên vô dụng như Lưu thiếu được, đành nghĩ cách khác. Thấy Diệp Thần đau đầu nghĩ cách, Ninh Tâm liền tiến đến an ủi anh, ngay lập tức anh đã nở nụ cười hưng phấn bế cô về phòng làm chuyện lớn. Không may ở cùng phụ huynh nên bị bắt gian tại trận đành câm nín. Hôm sau Ninh Tâm đích thân đến gặp Lưu thiếu bàn chuyện làm ăn. Gặp được cờ rút, anh ta không kiềm chế được khen cô gái xinh đẹp, hơn cả thẩm ánh được cho là đẹp nhất thành phố. Vừa ngồi xuống đã ngỏ ý kết hôn, nếu đồng ý thì họ lưu sẽ chống lưng cho họ ninh. Cô gái nhanh chóng nói mình đã có hôn phu rồi và rời đi. Khoan đã, tôi đã quyết định ngày mai sẽ cầu hôn cô Ninh, hy vọng cô đây cho Lưu ra mặt mũi. Xin lỗi, tôi không thể cưới anh được, hy vọng anh đừng làm phiền chúng tôi. Diệp thần đứng ngoài chờ sẵn thấy em yêu phiền lòng liền đem đến tin vui, Sớm thôi nhà họ sẽ nhận được hợp đồng 5 tỷ. Ninh Tâm lại nói mình khó xử vì Lưu thiếu muốn đến nhà cầu hôn, Diệp Thần lại tự hào quá, không ngờ vợ mình lại có sức quyến rũ như vậy. Nhưng anh hứa với cô sẽ không để tên nào cướp được cô khỏi tay. Sáng sớm lão Thái Thái đã ghé qua hóng chuyện, nhìn thấy Ninh Tâm thì cười tươi, nghe tin Lưu thiếu chuẩn bị qua cầu hôn hồi hộp đến không ngủ được. Ninh Tâm lại tỏ vẻ khó chịu, cô trước giờ ưng một mình Diệp Thần nhất định sẽ không kết hôn với ai khác, mẹ cô tức điên lên dạy cho cô một bài học may mà nam chính kịp thời ngăn lại. Có nói hết nước hết cái đám người hám của này vẫn ép ninh tâm gả cho lưu ra bằng được, hơn nữa thỏa thuận giữa Diệp Thần và lão thái thái Diệp Thần cũng chưa thực hiện được. Lão già ra vẻ đến mức đuổi Diệp Thần đi trong chính căn nhà của anh. Diệp Thần lên tiếng chỉnh lại liền bị cho là bất hiếu, đã nghèo còn không biết điều. Cộng cả gia tài của anh lại cũng không nổi một phần trăm của lưu gia. Ninh Lý vừa hay nhận được điện thoại thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, lão thái thái trợn mặt ép Ninh Tâm phải đến khách sạn cầu hôn cho bằng được cả ba người phụ nữ súng lại ăn hiếp ninh tâm đe dọa nếu làm mất mặt lưu thần sẽ khiến cô sống khốn khổ ninh lý dọa to nhất nên được thưởng một cái tát trước giờ gờ phu nhân năn nỉ đứt lưỡi ninh tâm vẫn không chịu mặc đồ đẹp vào chỉ đến khi diệp thần nói thì cô mới ấm ức nghe theo anh hứa hẹn tại lễ đính hôn sẽ có nhiều chuyện để xem ninh tâm ăn diện lên quả là khiến cho người đời phải ngỡ ngàng thẩm ánh bất ngờ xuất hiện thảo mai mà chúc mừng ninh ra dựa được vào cái tường thành nhà họ lưu mục đích chính vẫn là đến xem trò hay xem chồng cũ mình hai lần đò đều không thắng nổi tiền tài quyền lực. Thế chắc cô phải thất vọng rồi, vì người mà Ninh Tâm sẽ cưới, chính là tôi. Nhà họ Ninh nghe vậy liền phản đối kịch liệt đúng như ước nguyện của vợ cũ. Lưu Thiếu xuất hiện với một đống lễ vật to lớn ngang nhiên đi vào. Lưu Thần, nếu ta không nhầm thì bố của anh đang trên đường về, nếu ông ta biết ngươi hành động như này liệu có bị chép phạt một nghìn lần luận văn khổng tử nữa không? Hắn ta ngượng chín mặt vẫn cứng miệng, Lần trước là bố hắn muốn trấn áp họ từ nên mới đưa hợp đồng cho Ninh ra, bây giờ nhà họ đã tan tành đương nhiên là cha phải về phe con rồi. Lưu Thần bắt đầu màn cầu hôn với bốn lễ vật siêu to khổng lồ. Lần lượt là đầu sư tử vàng dòng nhà họ Minh 12 triệu, tiếp là đồ sứ trắng xanh nhà Nguyễn 32 triệu, kế là bức họa cung nữ thời đường 120 triệu. Đặc sắc nhất là bản hợp đồng 2 tỷ, chỉ cần Ninh Tâm gật đầu giá trị lập tức nâng lên 3 tỷ. Màn lễ vật này quả nhiên là hài lòng thiên hạ vợ cũ ra sức tán tưởng nói nam chính có đầu thai sống lại cũng không thể hơn được. Diệp thần bĩnh tĩnh ra trước sân khấu hô hào, lập tức bốn vệ sĩ đem theo lễ vật vào. Thấy mảnh vải trông có vẻ mỏng phụ nữ họ ninh liền tức giận la hét cho vệ sĩ vào dẹp loại. Bà nội, ít nhất cũng phải xem xét qua đã, cứ đuổi đi như vậy không phải bất công với tôi sao. Được, nếu ngươi muốn mất mặt như thế, vậy cùng xem xem. Vừa vén màn lễ vật đầu tiên đã là hợp đồng của tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh trị giá 5 tỷ. Tiếp đến lại một hợp đồng khác tương tự đến từ nhà họ Vương, 6 tỷ. Diệp thần diễn hay quá rồi, ngươi còn không thể DUNH đến cái móng chân nhà họ Vương. Đương nhiên, tôi còn không cần đến đó, một cuộc điện thoại là hợp đồng tự đến rồi. Diệp thần tiếp tục, vẫn là một hợp đồng khác đến từ nhà Lý, 10 tỷ. Lão Thái Thái không tin còn ép Nam Chính dừng lại, anh cũng thật không hiểu cái hợp đồng có 2 tỷ nhà họ lưu khiến họ vui thế, vậy mà giá trị gấp 3 gấp 4 họ lại chê. Lưu Thiếu cho rằng đều là đồ giả trực tiếp rút bật lửa ra đốt sau đó mãn nguyện cười nhạo tất cả đều tin lời anh ta nói Nam Chính lừa đảo duy chỉ có Ninh Tâm vẫn một mực tin tưởng muốn chứng minh thì Diệp Thần chiều luôn nhưng trước đó cùng xem món quà thứ tư vẫn là một bản hợp đồng nhưng đến từ Lưu Gia ở Giang Đồ. Lưu Thiếu nhanh chóng cầm lên xem nhưng có tìm thế nào cũng không thấy con dấu của Lưu Gia kết luận là một bản hợp đồng giả lập tức cho người xử tử Nam Chính Lưu tổng cuối cùng cũng trở về không cần nghe tình hình cho ngay con trai yêu quý một cái tát. Lão thái thái thấy thông ra thì nịnh ra mặt, đổ hết tội cho Diệp Thần khiến lão lưu tức điên lên đe dọa bà ta muốn chết thì chết một mình, đừng kéo theo nhà họ lưu. Còn quay ra tát thêm cho lưu thần một phát vì tội tự ý quyết định hôn sự, dám cướp người phụ nữ của anh Diệp, ta đánh chết người. Thấy bố mình cứ ra sức bảo vệ cho kẻ thù, lưu thiếu lột áo lột đồ cân mặt lên tạo phản mắng bố là ông già lầm cầm không biết sống. Nghe gì chưa lão già, đến con trai ông cũng không cần ông nữa rồi lão lưu không quan tâm để giữ được mạng sống cho nhà họ lưu ông nhanh chóng hạ mình cầu xin diệp thần rộng lượng tất cả tại ông ta không biết dạy con nên mới gây nên chuyện tày đỉnh như vậy nam chính không trách ông nhưng tên bất tài này đúng là nên dạy lại hắn ta cười lớn dương tay ra liền có một thanh kiếm chưa kịp khoe khoang mình cũng là chiến binh đã bị nam chính giành lấy sức mạnh của ngươi với ta chỉ như một đứa trẻ con thôi hắn ta vẫn cứng họng không chịu thua diệp thần đành gọi dạ xoa vào cô vừa gọi anh là cung chủ đám người liền hết hồn chim én. Đến thẩm ánh còn biết đây là sứ giả của ngôi đền mà Lưu Thiếu vẫn khăng khăng là đồ giả. Thế là hắn ta bị ăn đòn luôn, vậy nhưng vẫn không chịu tin liên miệng gọi nam chính là phế vật. Thêm một phát tát nữa từ sứ giả, lại thêm một phát nữa, Lưu Thiếu nằm liệt xuống sàn. Nhà họ Ninh bắt đầu lưỡng lự suy nghĩ lại. Thẩm ánh thấy vậy rón rén chuồn đi ai ngờ bị nam chính bắt được. Cô ta vẫn vinh váo khẳng định kể cả nam chính có là gì đi nữa đứng trước mặt đại nhân cũng chỉ là con tép. Cô ta trở về, âm thầm báo cáo với lãnh chúa đã xác nhận thân phận của Diệp Thần và anh ta cũng đã biết đến sự tồn tại của ông trước cái chết của Từ Thiên Thành. Có điều cụ thể là ai thì vẫn chưa thể nói được. Hóa ra ba năm trước ông ta cho diệt trừ nhà họ Diệp vì nhìn thấy được mầm mống linh hồn bí ẩn trong người anh. Chỉ không ngờ Diệp Thần mạng dai lại có thể trở về từ cõi chết. Ông ta ném cho thẩm ánh một lệnh bài, chính thức thách đấu với Diệp Thần. Tình thế thay đổi, bây giờ không những đồng ý cưới, nhà họ Ninh còn đội Diệp Thần lên tận trời. Nhưng niềm vui thì chóng tàn, thẩm ánh mặt dày của át hiện đem theo tin chẳng tốt. Cô ta đưa mệnh lệnh ra trước mặt anh, trước khi ngôi đền chết chóc được thành lập thì vẫn còn ngôi đền trên trời, đại nhân chính là người thành lập ra chúa trời lần này nam chính chết chắc rồi. Lão thái thái sợ hãi không thôi còn em họ thì lại vui vẻ tột độ. Rốt cuộc vẫn cho rằng dính dáng đến nam chính chẳng tốt đẹp gì. Diệp thần lại chẳng sợ gì cả, muốn chiến thì anh chiều. Nói cho cô biết, cái gọi là thần trước mặt cô chỉ là cỏ rác đối với tôi. Cuộc chiến thực sự cuối cùng cũng bắt đầu, bên cạnh thần miếu của vợ cũ, còn có ông bố dần chiến hoa ôm hận trả thù cho con trai mà có mặt. Hôm nay ta sẽ lột ra, chặt sống ngươi, vốn dĩ ta không có ý định trả thù nhưng ngươi lại dám xúc phạm thiên miếu chúa, vậy thì xem ngươi chết thế nào. Muốn xem ta chết, e rằng sẽ để các người thất vọng rồi. Điều này chọc tức đến thần miếu, ông ta hứa sẽ cho nam chính nếm mùi lợi hại vừa hay diệp thần cũng ấp ủ mối hận thù xưa bao năm nay đến lúc một sống một còn rồi đợi chúa trời giết ngươi xong ta sẽ lột ra ngươi làm áo dẫm đạp lên diệp thần đừng tự phụ sau khi ngươi chết ta sẽ đem người phụ nữ của ngươi cho chúa trời làm thú cưng thẩm ánh cô đừng ngạo mạn hôm nay diệp thần sẽ không chịu khuất phục đúng vậy thiên chúa của cô trước mặt ta chỉ là một tên phế vật hai bên rút kiếm lao vào nhau có điều nhát đầu tiên chưa thể phân thắng bại, tiếp tục phô võ nghệ, chỉ còn nghe tiếng lách cách của đao kiếm. Hóa ra thân chủ chúa trời cũng chỉ tầm thường, Diệp Thần đẩy một hơi là gục. Ông ta đã biết trước mình không phải đối thủ của nam chính nên lấy ninh tâm ra làm điểm yếu. Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện giọng nói ngang trời, chế nhạo chúa thần hèn nhát chỉ chơi được cho bẩn. Từ phía sau, sư phụ xuất hiện sừng sững, Hóa ra ông vẫn luôn âm thầm theo dõi hành trình của Diệp Thần nhưng ông chán làm gia chủ rồi nên mới ẩn mình. Bây giờ đến lúc Diệp Thần trả thù sư nghĩa cũ, anh vừa dương kiếm lên, chúa thần đã run sợ, trước cả uy nghiêm của sư phụ, hắn ta tự mình rút dao ra kết liễu đời mình xin đầu hàng. Còn đám xấu xa tép diêu, để cho đàn em xử lý nốt, dạ xoa bẻ một nhát khớp cổ thẩm ánh gãy làm đôi. Dưới ánh hoàng hôn đẹp ngút trời, sư phụ sảng khoái uống rượu tán ngẫu với mấy bà thông gia. Lão Thái Thái cũng thừa nhận trước đây là thỉnh cận nên mới coi thường Diệp Thần, bây giờ có anh làm con rể đúng là phúc mười đời. Sư phụ vô cùng hài lòng trêu chọc em họ bây giờ Ninh Tâm lên làm gia chủ có dám đố kỵ nữa không, cô ta lắc đầu vội vàng. Trước cô dâu xinh đẹp thuần khiết, Diệp Thần quỳ xuống thảm cỏ xanh mướt cầu hôn, nhẫn kim cương đeo vào tay, hình thành một mối hôn sự vạn kiếp được người đời chứng nhận.